chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tam Mao TV. Nếu các bạn có nhu cầu làm đẹp trị mụn trị thâm để có một làn da căng bóng mịn màng, hãy liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 để sở hữu sản phẩm bột trà xanh đắp mặt Tam Mao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không chất bảo quản. Ôi nó cắn. Ôi trời. Con lưỡi à? Vẫn còn môi im. Nó vừa thổi đấy. Im, đây này, hang đây, ôi thôi. Mất lưỡi rồi. Mất môi rồi. Anh khét ra đi. Thế nó đâu không? Ủa, đang sâu ấy. Móc tay đi cho nó nhảy. Ở đây, đấy. Đâu? Tóm. Tóm đi nào. Im. Đi, em bắt rồi. Đây. Ui, xa ơi. Ui, trơn đấy. Trơn. Ui, mày à bưởi. Ui. Hello. Lông cái vô ấy. Đi, đổ vào nước này đi. Mẹ bưởi, con đầu tiên. Xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với Tam Mao TV. Anh em mình hôm nay đi câu lươn nhưng mà nói chung là khả năng là câu nó không hợp lý lắm. Chặt la chặt lư. Thôi anh em mình đi móc đi. Móc nhanh hơn đấy. Móc rất là dễ mọi người ạ. Móc khả thi hơn đấy, từ nãy trượt mất mấy con châu chấu rồi mà. Thế thì lúc nãy con nhớ mấy cái hang lúc nãy ấy trượt không nhỉ? Đằng bên kia đòi hang mà chọc vừa này đòi hang kiểu gì? Kiểu gì cũng đấy. À đây không phải. Cũng hàng được. Cua. Ấy, bên này đấy. Hang cua anh nhá. Ôi. Mấy cái hang toàn hang cua con này. Hang cua con nữa không? Im. Hôm nay nhà mình hứa hẹn sẽ được nhiều cua với cả nhiều lươn. Về là món lươn rang. Ôi, anh ơi. Hả? Đây có cái đầu. Ôi, mày ơi. Ôi nó trượt. Ui, nó bò trên cả đây rồi. Ấy, tao. Tao bắt được rồi. Đấy. Ôi nó trượt tới rồi. Trượt ở đây tới rồi. Hàng đấy, có một hàng trượt nó đâu. Nó cứ ở mép cái bờ này nhiều á. Ốc này. Ốc làm gì? Bắt lươn đi. Ui, con lươn to này. Ui, ốc này. Đâu? Đây. Đấy. Gì hả? Ây! Ôi, gì hả? Cái gì đấy? Điều con. Cái hang này sâu lắm. Không có không? Thôi mất dấu mất rồi. À đây. Đấy, có cái hang này. Đó. Cái hang đấy mày moi rồi còn đâu? Moi không thấy động tĩnh gì. Vén này. Run, cứ tưởng. Sao làm đỉa đấy nhỉ? Run á. Ôi, mày phải lấy cái gì làm mốc ấy, chứ không là líp lỗ mất. Mỏi tay lắm. Đi câu lại đi. Câu cho nó lên gần đến nơi. Được hai con rồi còn gì nữa. Xong rồi móc. Đấy, xong bên đây. Đi. Anh đi theo anh chẳng cầm xô này. Bạn cái ngóc này lúc nãy nó chạy hai con mà em, nó trơn của em không cầm được. Anh à? Đấy này. Hả? Anh ơi. Mày phải đi kiếm cái cây ấy. Hang cua. Đây mà mọc vào rắn đấy nhỉ? Rắn ở trong nước này không có rắn độc đâu. Mới biết được đấy. Líp mất lỗ rồi. Đây. Đây. Anh đi thế này anh chẳng mang dê ra được. Phải một tay giữ nha, một tay móc theo. Cái móc với. Líp. Chứ anh biết hang nào hang của nó. Thì cứ mò đại đi hên xui. Ăn nó có lộn con nhé. Hên xui thôi chứ. Ui, ốc điều. Ôi, ốc nhơi. Ốc nhơi. Ôi, thì có cái gì đâu mà. Là của đồng cỏ xanh. Tiên thật với cốc canh. Lại được ăn ốc nhồi. Tao vừa sờ thấy nó xong. Cái đất nó tròn lắm. Cái đất nó tròn lắm. Ôi, cua. Cua sữa. Tao vừa sờ thấy nó xong đấy. Cua. Cua con này. Ai nó cặp. Ai à? À, đây. Từ, sâu lắm. Hàng này sâu, im. Tối em tay bị em vừa. Đây, mày sờ thử vào đây mà xem. Đấy, thấy cái đuôi không? Ừ, đấy. Thấy đuôi. Thấy đuôi không? Ê, bỏ. Nhưng mà phải vét mạnh nó lên, im, tránh. Hàng này hơi sâu. Cái đuôi, cái đầu đấy. Đầu đuôi. Đấy. Từ. Đó, mày giữ đi để tao nhìn thấy hang. Đó. Để giữ ra để tao móc nhá. Ui à, con này to sao ấy. À, đấy mày móc đất này trước lên đi. Cứng. Dâu nó móc vào móng tay em rồi. À, tay tao còn đang đau. Ui con này to phết đấy. Ngứa đấy. Ây à. Ui nước này ngứa đấy. Nước này ngứa lắm. Ngứa cứt đấy. À, trốn đi. Em bắt được nó. Ăn khác. Em móc ăn cua. Ăn luôn nghe khoai lắm. Khoai cần khoai. Sâu thôi. Rồi. Nửa rồi. Hình như hang này cũng ngắn thôi. Ăn cua khoai ăn. Mày không giữ để cố định cho tao. Không. Chạy mất. Ây, trời quá. Ăn cua thôi chứ. Ây à. Phải tóm được cái đuôi đó. Kéo lên. Ây à, không lên được. Mẹ mày. Chạy thế nào thoát được khỏi tay đại ca mày. À, lên đây. Lên. Ui. Vẫn chưa được à? Chưa. Bỏ đi. Được ạ. Không, mình cứ sờ mà xem. Thấy người nó rồi. Ui. Chưa thể nào bắt được nó cơ. Tổng xì vả là được 3 con rồi. Với cả một con ốc nhồi, một con cua. À, cái ăn nướng ngon rồi đấy. Đây. Mày à bưởi. À, này. Mày à bưởi. Mày chuyên không biết tao chuyên đi móc cua à? Móc lốp à? Lốp. Đấy mỏ khắp thế này này, xong rồi à, nếu mà thấy lỗ ấy, mày cứ sờ dọc bờ này. Cái lỗ đây này, như này lại có hang ở đây này. Thế cho em. Tránh. Tự tay em lát con này, anh đi bắt con gay. Ui, bắt được không? U sâu ấy. Bưởi. Mấy con này, 2 4 5. 5 con rồi. U sâu ấy. Sâu ơi. Đây có hàng. Sâu một cách kinh điển. Nhanh câu. Anh ơi nó sâu lắm. Sâu thì bới theo nó ấy. Cứ hang nào sâu mà kia xuống là sẽ có đấy. Đừng có làm mất dấu hang là nó sẽ. Đây này, vét này. Có thấy không? Có thấy. Hả? Không thấy hang, không thấy con. Hang mày cứ đào đi. Đào theo. Ui không mang cái thủa. À, có cái thuồng đấy. Mày lên lấy cái thuồng đi. Anh đi mà đào thuồng. Đào thuồng mất dấu. Anh ơi xem trợ giúp. Tứ tao vẫn đang bận. Bận khỉ. Ai à. Ôi, tay tao sứt ra tiếp rồi. Mỏi tay quá. Đấy, có một cái hang nhưng mà bây giờ. Đây cái. Này, chỗ này có một cái đâu. Chỗ này nó ở sâu kinh điển luôn đây. Nhưng mà có chưa? Sâu kinh điển luôn. Bẩn hết mặt em rồi đấy. Con này, cái hố này không có tương lai đâu. Biết thế ở nhà hơn. Anh bảo đây đi câu cá, dẫn ra đây đi câu lươn. Rõ là bẩn, bẩn hết cả mặt gì. Ê, mày cứ bình tĩnh. Tĩnh gì? Kiểu gì? Mặt anh cũng bẩn này. Ôi. Lỗ đâu à? Có đâu. À đây, lỗ đây. Lỗ cua. À. Đấy là lỗ lít thôi. Mình phải đào sâu xuống. Nó sâu lắm. Quét cái thử. Cứng, dưới đất cứng lắm. Con này nó ở cồn lắm mày ạ. Phải câu nó gần lên cho mình bới. Không, tao bới được. Bới nhành hơn. Có những con sâu thì phải chịu thôi. Nhánh hơn. Câu nó gần lên cho một tóm. Mất dấu rồi. Chắc đầu ngứa mũi lắm. Ơi sang mé bên đây này, cháu bùn đấy nhiều hơn, dễ bông khớp bóc hơn này. Sang bên đây cua. Đâu? Anh cầm cái lưỡi xô đi. Ừ. Anh lười, trời ơi. Anh cháu đổ. Anh lười. Đi. Con bắt em sát kìa. Ăn này nó khó lắm. Vừa thấy một con. Con chê ấy. Vừa thấy một con đầy sạch. Con chê đứt tay rồi. Đứt tay rồi. Đây có một hang này, đây có một hang này, mày mò đi để tao mò hang bên này. Đây đây, hả? Tao đang sờ vào lỗ đây này. Hả? Đấy, đúng rồi. Nó sờ hình như có một con lên. Lấy đâu con nào ổn không đấy? Không, tao móc nó lên rồi. Thấy không? Có thấy gì không? Chả thấy gì rồi, toàn bùn. Lỗ hang đâu? Đây. Chọc theo nó. Chọc mỏi hết cả tay rồi. Không ăn bắt được con nào thì tí cho nhịn nhá. Tí em bắt được một con nhá. Con ốc nhồi tí nữa. Mấy cua. Có khỉ ấy, gì mà khác. Đấy. Hàng này 100% có cua. Hàng này cũng có nhỉ. Ảo nhỉ. Cái nhội nhồi này. Ảo nhỉ. Ảo gì mà ảo. Anh không bắt được nhỉ. Ừ. Bắt được không bắt được thì. Ui, con này to lắm. Con lần mất rồi, con lần to. Răng mõm. Thì mấy con à? 2, 4, 6, 7. Cố lấy 2 con nữa là đẹp rồi. Có đâu mà. 2, 3, 4, vừa được có 5, 6 con. 5 con. 5 con nhà ăn được hả? Mỗi khi một con tranh nhau rơi rớt. Đi mẹ làm nhũ khủng. Này không làm ấy thì có ăn đấy nhá. Cái anh bảo là đi câu ở gì kia, anh chuẩn bị mồi rồi. Câu đi, câu nhưng mà nó không nhanh bằng móc, câu bao giờ mới được, câu mất thời gian. Nhưng mà là đi câu cá cơ mà. Câu luôn nhanh nhất, nhanh nhất. Lại một con ốc nhồi nữa. Đây là ốc nhồi, ông ấy cũng vàng ấy. Một con. Ấy. Đâu vậy? Ảo có mà. Không, thật mà. Ấy. Tao lôi một phát tuột phát lên rồi hay sao ấy. Lên rồi nhưng mà nó lẩn đi đấy. Thật. Nó lẩn á? Ừ. Nó lẩn đi đâu được? Bùn gì ai biết được nó lẩn đi đâu. Quanh ở đây gì? Ừ. Nhanh lắm đấy. Thế để em cánh khô khoáng cho mình xem. Có đâu. Chùn mất nhanh thật. Đàn ốc rồi. Nhanh nhỉ. Vừa vào phát thấy. Xong mất hút luôn. Đi sang góc bên kia đi. Hả? Vẫn lên uống này. Từ từ móc thêm cố lên vài con. Anh ơi. Anh ơi. Đang đói. Hả? Anh. Hả? Anh đi vào kia anh. Câu cá đi. Hả? Cá chủ ấy. áo chùa đầy cá. Đâu xem nào. Đây cá lóc. Anh em mình lên bắt châu chấu của cá lóc. Để có. Và đồng có xanh nha. Đi. Cái đồng có cái nha. Đứng đây. Có canh. Em phải có. À đây, sang ruộng bên này. Sang bên này kiếm vài con nữa rồi nữa. Đâu? Chiến lợi phẩm của anh em mình, Mao Đệ vẫn còn đang ham hú một cái hàng đây. Ừ, trắng xù đã. Một em, hai em, ba em, 4 em, 5 em, 6 em, 7 em. Đấy. Bắt thêm được mấy con nữa nhỉ? 3 con nữa. Mấy gì đâu ấy? Ta bắt thêm được 3 con nữa. 8 em, 9 em, 10 em. Ta bắt được thêm 3 con nữa này. Anh chẳng lấy đồ theo. Tí nữa lấy. Đây ông nhồi cái mời này, nhồi cái gì? Cái nhồi. Nhồi. Đây lấy cho em nướng. Được đấy. Sao đây? Cái củi đây. Anh đi tao thịt đã, Anh vứt cả lưỡi câu của em ở bên kia ấy. Ê xà. Anh ơi em thử được cái cây kẹp này chuẩn không? Ngon không mọi người? Nhìn thấy đã rớt dãi. Rớt dãi ấy. Mày kẹp đi. Em kẹp cái cây đẹp. Đấy. Cái đấy. Kẹp. Em chẳng cầm câu xấu đấy. Anh khôn đấy, kẹp cái đẹp. Ngon lắm. Các bạn đói quá chứ không bắt thêm lúc nữa đấy. Bắt thêm lúc nữa mà được đấy. Được đấy, tự tin vào bản thân mình chứ. Anh kẹp cẩn thận vào nhé. Lạc vào đồng cỏ xanh, lại leo thiên thần bay có cánh, lươn thì về có ánh. Ngon chưa? Đấy, em chỉ nướng 2 con thôi. Cái của rắn này kẹp vào, kẹp thêm không lại thiếu cây nữa. Mày ăn 2 con thôi gì? Em ăn 3 con. Đấy. Tuyệt vời đấy mọi người ạ. Quá là đẳng cấp luôn nhá. Trời, mày lạc nhầm nhầm lắm. Anh nhớ nhất. Con của em hơn giống Phương Hoàng lửa hơn. Hết sợ. Anh ơi kẹp khỉu. Quán hộ em. Quán hộ. Tự làm tự ăn. Quái gì nước đời. Chị chú gì đất nung. Quán hộ cái. Chứ là đất nung mà. Sạch sứ. Quán hộ cái nướng ai đang đói. Thật. Đây. Nhìn thấy anh mới làm lần sau rồi làm theo nhé. Wow. Rồi, này. Nướng đi em ơi. Nướng đi anh ơi. Let's say đi em ơi. Nướng đi anh ơi. Rơi hết xuống rồi. Ôi, sao anh không bảo em? Tiếp hết dây rồi còn đâu, chín chưa nhỉ? Trời, chẳng bảo. Ui, nó chín rồi. Ừ. Nó như, nhìn nó như kiểu rắn mồng ấy mọi người ạ. Wow. Rơi à? Mày đấy mà nướng nhá. Người thấy ngon chưa? Của anh chín thì của em cũng chín. Cần gì phải nướng cẩn thận. Ngon lắm mọi người ạ. Ăn tái được mà. Phê. Đây, ngồi đây. Mày vứt hết ra đất thế à? Ngon nhỉ. Ngon mà, lườn ngon lắm. Ôi tất cả mọi người nhé. Lươn ăn run nên nó béo người ấy. Thơm. Chắc hiểu. Nói chung là chắc hiểu. Nhìn thì nó như rắn đấy. Cái má nó nhiều thịt. Ngọt lắm mọi người ạ. Mọi người ngon hơn đợt nướng siêu cay nhỉ. Siêu cay cay quá. Siêu cay cũng ngon. Nhưng mà rát đít. Lúc rồi em nghĩ là bỏng đít mà. Bỏng hết cả đít không. Đang ăn uống. Tước. Tước cái thịt nó. Tước được không? Tước được. Thử tước xem. Đấy. Tước cái thịt. Đấy. Đấy. Ngon nhỉ? Ngọt lắm. Nhưng ăn cả xương. Ăn xương ngon mọi người. Anh ơi, mẹ mình ăn rắn, mấy cái ăn lăn, mình ăn cả dứa mà anh ơi mình. Đi câu ra lăn đây. Đấy. Con này hình nắng lên. Đấy, hình nắng lên, đi câu ra lăn ăn ngon nhỉ. Nãy em còn thấy một con ở kia, em đập chuột. Con đấy. Chúng ta đang đồng. Vế. Không phải của hai loại cho đàn đông. Một cho lần to mập nhưng mà đầu đoạn nó vàng vàng này. Một loại là lần liu điu tí tí bằng này không ăn được. Đấy là lần đùi. Có lần nướng nó rất là ngọt mọi người ạ. Thơm. Ăn cả xương luôn. Không bỏ gì hết. Nó bỏ ruột rồi. Nhưng mà ăn run nên phải bỏ. Ăn run là ăn cơm trông chấu các cái loại ấy. Ăn lươn ruộng bẩn. Lươn đồng nó chỉ được băng này là to. To lắm rồi đấy mọi người ạ. Có ngày trước mình đánh có những con to hơn nhưng mà ít khi. Ít được. Cái bọn lươn run béo này nãy gặp nhiều nhưng mà không thèm bắt. Mất công mổ. Mổ được à, nó tao tao này. Mổ làm tao được. Chưa chín lắm. Tính tiếp. Em chín đến nào mà anh chưa chín à? Chưa chín lắm thôi. Ngon nhỉ? Béo thật đấy. Ngon quá. Đây này, anh ơi. Da nó này. Xà. Bóc được luôn á. Bóc luôn nè. Bóc luôn nè. Rồi. Các bác con xem. Lột phát mất xương luôn đấy. Ấy, lột được xương này. Thì nó lột xương này. Ấy, trời ơi. Nguyên xương, nguyên thịt. Ngon này. Cái đoạn đầu nó giống sống nhỉ. Em kèm thì chuột quá thì nó đi buôn chuột đây. Thì nữa. Giải quyết xong đống này đã. Con này chỉ ra nào. Anh đống cắt mịn sống ấy. Đâu, cái đầu nó. Tao nữa. Chẳng không rồi. Béo, ngậy. Nó có mùi cổ đồng. Cổ đồng là mùi gì? Mùi bùn. Anh biết sao anh mùi bùn không? Hả? Mũi anh bị bắn dây bùn vào ấy. Thế à? Bắn mũi. Lươn nướng xiên quê. Lúc nào tao mình làm cá luộc nước chuối này. Cá luộc nước chuối á. Anh bị dở hơi à? Nước cây chuối á. Ai ăn được cá luộc nước chuối? Nước cây chuối à? Cây chuối nó có nhiều nước mà. Ừ. Nước nhiều. Nước thì mình lọc nước kia thôi. Tả nước à? Cái này sống. Này, sống phải không? Ừ, đoạn này cũng sống sống. Cái bàn nướng tiếp. Anh nướng em đoàn trên này bác. Nướng từ từ này phải ăn từ thức. Nói chung là từ từ. Thưởng thức từ từ nóng mọi người. Bây giờ anh em mình chén xong này sẽ đi hôn chuột đây. Hôn chuột, tối về chén. Tối về ăn thịt chuột ngon. Tích thịt chuột lại, Tết thịt lợn đắt thì lắc mình bếp. Ăn thịt chuột. Ăn chuột lắc bếp đi. Hay đấy. Thôi clip này anh em mình xin phép kết thúc ở đây. Nếu các bạn thấy clip của anh em mình hay, nhớ để lại cho anh em mình một like, một share, một comment ý tưởng bên dưới. Bye bye các bạn. Chào mọi người nhé. Anh không cho mọi người xem đi bắt chuột. Thế này clip sau nhỉ. Tí nữa. Cảm ơn mọi người nha. Mọi người nhớ đăng ký kênh và ủng hộ mà đệ nha. Cảm ơn mọi người đã xem hết video của anh em mình. Sau đây thì anh em mình xin phép giới thiệu cho mọi người một bộ sản phẩm, đó là bột trà xanh Matcha Tam Mao TV 100% chiết xuất từ thiên nhiên, không có hóa chất bảo quản nhá. Thì công dụng của bột trà xanh này thì nó sẽ làm trắng da này, trị mụn, trị thâm này, giải trừ độc tố trong da này. Bạn nào có một làn da bị mụn, bị thâm và chưa được ưng ý về cái làn da của mình ấy, thì nhớ liên hệ với anh em mình để sở hữu bộ sản phẩm của anh em mình nhé. Và sau đây anh em mình sẽ hướng dẫn mọi người sử dụng một cách đơn giản nhất với bột trà xanh Matcha Tam Mao TV nhá. Đầu tiên là sẽ làm ướt da mặt. Hòa bột trà xanh với nước tạo thành hỗn hợp sệt. Sau đó dùng hỗn hợp bột trà xanh và đắp lên mặt tạo thành một chiếc mặt nạ. Sau 15 đến 20 phút các bạn hãy rửa lại bằng nước lạnh. Đó là một cách đơn giản nhất để có một làn da căng bóng mịn màng, da trắng và khử độc tố trong da nha mọi người nhé. Và một cái nữa đó là nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình rất là rõ ràng nhá. Đây là bộ hồ sơ về nguồn gốc xuất xứ của bộ sản phẩm của anh em mình nhá. Đó. Đó. Sau khi mua về mọi người có thể lấy điện thoại ra và check cái mã vạch ở trên sản phẩm của anh em mình, sẽ ra tên sản phẩm này và nguồn gốc xuất xứ của sản phẩm của anh em mình nhá. Thế nên là anh em mình cam kết với mọi người dùng trong vòng 2 tuần là da các bạn sẽ được cải thiện một cách rõ rệt nhá. Nếu không cải thiện làn da các bạn thì anh em mình sẽ hoàn tiền cho mọi người nhá. Và nó có một công dụng nữa, đó là giảm béo nhá mọi người nhá. Anh em mình ăn uống rất là nhiều mà không bị tăng cân, đó là nhờ thường xuyên uống bột trà xanh của anh em mình nha mọi người nhá. Ai muốn sở hữu một làn da đẹp và một vóc dáng đẹp thì nhớ liên hệ anh em mình qua số Zalo 0585898688 mình để trên góc phải màn hình nhá. Hoặc là nhắn tin vào fanpage Tam Mao TV Thích Xanh nhá. Chào tất cả mọi người.